Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc iPhone X, thì sau một thời gian mình trải nghiệm nó thì mình đã tìm ra được một số cái mẹo hay. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ quyết định là chia sẻ cho các bạn. Mẹo đầu tiên, chúng ta sẽ kích hoạt Dark Mode ở trên iPhone X. Thì cái việc Dark Mode này, thông thường các bạn truy cập vào những cái ứng dụng thì chúng ta sẽ có một cái phông nền là màu trắng. Và bây giờ mình sẽ tùy chỉnh nó lại thành phông màu đen. Đầu tiên các bạn sẽ vào cài đặt, tiếp tục vào cài đặt chung, vào phần trợ năng, ở đây phần thích nghi màn hình, chọn vào đảo ngược màu và đảo ngược thông minh. Như bạn có thể thấy thì mình đã chuyển qua một cái phông là màu đen và chữ của mình thì nó có màu xanh hoặc là màu vàng, nhìn cũng khá là hay và cũng khá là đẹp. Mẹo thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là sử dụng một tay trên iPhone X. Thông thường trên những chiếc iPhone như là iPhone 7 Plus hoặc là 8 Plus thì chúng ta chạm nhẹ vào hai lần phím Home thì cái ứng dụng sẽ thụt xuống còn một nửa màn hình như thế này và chúng ta sẽ sử dụng bằng một tay. Tuy nhiên trên iPhone X thì các bạn sẽ vào một cài đặt, và ở đây tìm cho mình là cài đặt chung, cũng tìm vào phần trợ năng và tìm tới tầm với. Các bạn sẽ bật cái nút tầm với này lên, và khi mình vuốt ở cái thanh dock này đó, nếu bạn có thể thấy thì cái ứng dụng của chúng ta đã thụt xuống một tí và chúng ta sẽ sử dụng bằng một tay và vuốt ngược lên để quay trở lại. Mẹo thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn là ẩn tay thọ trên iPhone X. Các bạn sẽ truy cập vào App Store và tải về cho mình ứng dụng là Notcho. Sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ truy cập vào Notcho và chọn Save, chọn Open Photo This app. Ok, quay trở lại phần cài đặt và các bạn sẽ truy cập vào một hình nền, chọn hình nền mới, cuộn camera, và như các bạn có thể thấy ở đây thì những cái ảnh lúc nãy mà mình đã lưu. Khi mình bật cái bức ảnh này lên thì các bạn có thể thấy là ở trên đây cái tai thọ của mình đã biến mất. Và cái việc biến mất tai thọ này là do app của nó sử dụng một cái hình nền và làm đồng bộ với cái khung màu đen ở trên phần tai thọ. Và mình sẽ chọn vào thiết lập, mình sẽ đặt màn hình chính và quay trở lại. Như bạn có thể thấy thì mình đã có thể ẩn cái tai thọ ở trên này. Mẹo thứ tư mình muốn chia sẻ với các bạn là tăng tốc Face ID. Các bạn sẽ truy cập vào một cài đặt, ở đây cài đặt chung, chọn vào phần trợ năng và Face ID và chữ chú ý. Yêu cầu chú ý cho Face ID, các bạn sẽ tắt nó. Cái việc này sẽ hỗ trợ khi các bạn đi ngoài đường và chúng ta thường mang rất là nhiều phụ kiện như là khẩu trang hoặc là kính, thì tắt yêu cầu chú ý cho Face ID thì vẫn giúp cho Face ID nhận diện chúng ta một cách chính xác nhất và mở một cách nhanh chóng nhất. Mẹo cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là đưa nút Home quay trở lại với iPhone X. Các bạn cũng sẽ truy cập vào một cài đặt, vào cài đặt chung, vào phần trợ năng, và ở đây hỗ trợ cảm ứng, các bạn sẽ bật nó lên. Và đây sẽ là cái nút Home quen thuộc mà lúc trước thường trên những chiếc iPhone khác thì nó sẽ làm hình vuông. Còn ở đây thì trên iPhone X nó đã được bò tròn trở lại. Các bạn, giờ mình sẽ di chuyển hết những ứng dụng này và đưa nút Home quay trở lại đây. Hiện tại cái nút Home này thì mình đang set là một lần sẽ quay về màn hình chính, hai lần sẽ là đa nhiệm, nhấn giữ sẽ ra là Siri, và 3D Touch sẽ là chụp ảnh màn hình. Và bây giờ mình sẽ thử một lần quay về màn hình chính và hai lần chúng ta sẽ có đa nhiệm, và nhấn giữ các bạn sẽ truy cập được vào Siri, và bây giờ mình sẽ sử dụng 3D Touch. No. Đó, như các bạn có thể thấy ảnh màn hình của mình đã được chụp và lưu vào ở đây. Còn xong. Và như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn một số mẹo để chúng ta có thể sử dụng cái iPhone X hiệu quả hơn. Và các bạn có mẹo nào hay nữa thì hãy nhớ chia sẻ với mình ở bên dưới, tại vì mình cũng chưa được trải nghiệm nó nhiều lắm. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.